Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh của Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, thuộc Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Phát thanh hàng tuần vào mỗi Chủ nhật lúc 1 giờ 30 chiều trên làn sóng Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM nhằm thông tin Phật sự và chia sẻ kiến thức Phật Pháp. Trân trọng kính chào chư tôn đức tăng ni, đồng bào, đồng hương và Phật tử. Góp mặt trong chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, Chủ tịch Hội đồng Điều hành. Hòa Thượng Thích Huyền Giác, Phó Chủ tịch Nội vụ, Cư sĩ Diệu Đức Nguyễn Thùy Linh, Tổng vụ trưởng, Tổng vụ nhân sự và liên lạc. Chúng tôi là Cư sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng, Tổng thư ký. Tất cả chúng tôi đều thuộc Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Chúng con xin đảnh lễ nhị vị Hòa Thượng và kính thỉnh quý Hòa Thượng và cư sĩ có lời chào đến thính giả của Đài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Hòa Thượng Thích Huyền Việt, cung kính và trân trọng chào chư tôn đức tăng ni, đồng bào đồng hương và chư vị Phật tử. Trân trọng kính chào Hòa Thượng Thích Huyền Giác, trân trọng kính chào nhị vị cư sĩ chị Diệu Đức Nguyễn Thùy Linh, anh Minh Phúc Trần Quốc Hưng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con Hòa Thượng Thích Huyền Giác xin cung kính kính chào chư tôn đức tăng ni, Phật tử, đồng bào đồng hương. Kính chào Hòa Thượng Thích Huyền Việt, kính chào anh Minh Phúc Trần Quốc Hưng, kính chào chị Diệu Đức Nguyễn Thùy Linh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con là Diệu Đức. Chúng con cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Chủ tịch. Chúng con cung kính đảnh lễ Hòa Thượng Phó Chủ tịch. Kính chào anh Minh Phúc. Kính chào thính giả của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM. Dạ, con là Minh Phúc Trần Quốc Hưng. Con xin kính đảnh lễ chư tôn đức và xin kính chào quý vị thính giả của đài. Kính thưa quý ngài và quý vị, bốn huynh đệ của chúng tôi trong chương trình phát thanh của Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, thuộc Văn phòng 2 Viện Hoa đạo trên làn sóng Đại Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Hôm nay chúng tôi gửi đến quý ngài và quý vị trước hết và trân trọng kính mời nhị vị cư sĩ chia sẻ thông tin Phật sự của giáo hội. Dạ. Sau đây là phần tường trình cái lễ hiệp kỳ của dân Phật tử ở Việt Nam. Con xin kính mời cư sĩ Diệu Đức. Bản tường trình lễ hiệp kỳ truyền thống thường niên Phật lịch 2567 của gia đình Phật tử Việt Nam, Văn phòng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thành kính thượng trình Đức Đệ Lục Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện, Đức Trưởng lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo, Trưởng lão Hòa Thượng Phó Viện trưởng kiêm Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, thành kính thẩm tường, thành kính gửi đến chư thiện tri thức, quý Phật tử các giới trong và ngoài nước, quý ban hướng dẫn gia đình Phật tử trực thuộc, quý huynh trưởng, cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử các cấp, thân ái tri tường, Tổng thư ký Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Nguyên Chánh Lê Công Cầu, Phật lịch 2567, ngày 18 tháng 1, 2024, thành kính phổ biến. Nguyên văn bản tường trình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Hóa đạo, Tổng vụ Thanh niên, Gia đình Phật tử Việt Nam, Phật lịch 2567. Bản tường trình lễ hiệp kỳ truyền thống gia đình Phật tử Việt Nam Quý Mão 2024 Phật lịch 2567. Ban hướng dẫn Trung ương gia đình Phật tử Việt Nam thành kính thượng trình Đức Đệ Lục Tăng Thống Chư Tôn Giáo Phẩm Hội đồng Lưỡng viện, Đức Trưởng lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo, Trưởng lão Hòa Thượng Võ Viện trưởng Viện Hóa đạo kiêm Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, chư Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, thành kính gửi đến chư thiện tri thức,
Quý Phật tử các giới trong và ngoài nước, các thành viên ban hướng dẫn trung ương, gia đình Phật tử Việt Nam, quý bác gia trưởng, huynh trưởng, cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử các cấp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý bác, quý anh chị em, vượt qua những chứng duyên ban đầu do công an huyện Phú Vang ngăn cấm các huynh trưởng đến tu viện Long Quang tham dự hiệp kỵ. Tuy vậy, trên tinh thần vô úy, gia đình Phật tử Việt Nam vẫn cử hành lễ hiệp kỵ truyền thống thường niên nằm tưởng niệm công đức chư an linh thánh tử đạo, chư linh, chư hương linh tiền bối hữu công, chư hương linh sáng lập viên gia đình Phật tử, chư tôn đức cố vấn giáo hạnh, quý thành viên ban bảo trợ, quý bác gia trưởng, quý huynh trưởng, cựu huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử quá cố, những người đã nằm xuống để gia đình Phật tử Việt Nam trưởng thành và phát triển. Tuy mang danh nghĩa gia đình Phật tử toàn quốc, nhưng cùng chia sẻ khó khăn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nên gia đình Phật tử Thừa Thiên chiếu liệu mọi mặt do Ban Hướng dẫn Trung ương ủy nhiệm. Dưới sự hiệp nguyện của chư tôn đức trong ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo, có chú xứ tại Thừa Thiên Huế cùng chư tôn đức tu viện Long Quang, Ban Hướng dẫn Trung ương xin thành kính cảm tạ hồng ân của chư tôn đức, đồng tán dương tinh thần trung lưng đấu lúc khó khăn của Ban Hướng dẫn Cửa Thiên thay mặt cho gia đình Phật tử các tỉnh thành trực thuộc lo cả trai soạn, hào soạn và phương tiện để hoàn thành Phật sự tri ân và báo ân trong màu lam bất diệt. Thời tiết thất thường của Huế cũng ảnh hưởng không ít đến ngày hiệp kỵ của gia đình Phật tử Việt Nam, vì trước ngày 7 tháng 12 âm lịch Quý Mão, ngày 17 tháng 1 năm 2024, những cơn mưa lũ kéo dài, trời lạnh bao phủ đất thần kinh, nhưng ngày hiệp kỵ trở lại tạ ấm, nên đã có hơn 150 huynh trưởng của các đơn vị Thừa Thiên và Quảng Trị về tham dự hiệp kỵ. Trong không khí rộn rã, thân thương và ấm cúng cũng đủ làm cho ngày hiệp kỵ thêm ý nghĩa trong hoàn cảnh khắc nghiệt trước nội ma và ngoại chướng. Ban tổ chức do huynh trưởng Tâm Thiệt Hoàng Như Đạo đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương tại miền Vạn Hạnh, kiêm Phó trưởng Ban Hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên điều hành, huynh trưởng Tâm Dũng Hoàng Cường làm thư ký, cùng sự trợ tá của các viên ban hướng dẫn Thừa Thiên trong các phần hành của quy định. Sau ngày Thượng tọa Thích Minh Nhân viên tịch, linh đài của gia đình Phật tử Việt Nam đã được đưa lên tổ đường. Phần thiết kế có thay đổi, ở hàng chính giữa là di ảnh của Tâm Minh Lê Đình Thảm, sáng lập viên gia đình Phật tử Việt Nam, và di ảnh của Chánh Trí Mai Thọ Truyền, sáng lập viên gia đình Phật tử Nam Việt, huynh trưởng danh dự của gia đình Phật tử Việt Nam. Hai bên vẫn là di ảnh của huynh trưởng Hành Minh Hồ Tấn Anh và huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai, đại vị Pháp vì quốc thiêu thân, hậu thuẫn tuyên ngôn của Đức Cổ Đệ Tử và Cổ Đệ Ngũ Tăng Thống, nêu cao lập trường chống Trung Cộng xâm lược, lên án Việt Cộng nhu nhược, quyết tâm vận động tổ quốc độc lập, đạo Pháp xương minh, dân tộc hạnh phúc trước nạn xâm lăng, bành trướng Bắc Kinh. Để nhắc nhở các huynh trưởng và đoàn sinh các cấp tinh thần uống nước nhớ nguồn, trước linh đài gia đình Phật tử, Hòa thượng Chánh Văn Phòng giám chủ trì tu viện cho thiết trí di ảnh cụ Thái Quang Khiết, vị khai sơn tu viện Long Quang, sau đó cũng dường cho Tổng hội Phật giáo Việt Nam năm 1955. Sau hai đời chủ trì không phát huy được tiềm năng của tu viện,
năm 1958, Tổng hội công cử Đại Đức Thích Như Đạt, Đức Cổ Đại Lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hoa Đạo, tiếp quản xây dựng và phát triển ngôi Phạm Vũ huy hoàng như ngày nay. Theo thời gian quy định, đúng 9 giờ 30, Hòa Thượng Chứng Minh cùng Chư Tôn Đức Quang Lâm Thiền Đường, Huynh trưởng Nguyên Trừng, Trương Ngọc Thảo, Chánh Bãi, Huynh trưởng Tâm Thuần, Trương Diên Hiểu, Huynh trưởng Nguyên Dũng, Ngô Đức Tiễn, Huynh trưởng Nguyên Trì, Lê Công Sinh, Phù Bãi, đã dâng lời tác bạch Phật sự đồng cung thỉnh chư Đại Tăng hướng dẫn huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử cùng quý bác trong ban bảo trợ trong đạo tràng Long Quang hiện diện, tuần từ diệu hành đặt vòng hoa tưởng niệm tại bảo tháp Đức Cổ Đệ Ngũ Tăng Thống và bảo đình Đức Cổ Viện trưởng Viện Hoa Đạo theo nghi thức truyền thống. 10 giờ 30, sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm, Hòa Thượng Chứng Minh cùng Chư Tôn Đức và cả Phật tử tham bái tổ đường, cử hành lễ thỉnh linh, yết Phật tại chánh điện do Hòa Thượng Chứng Minh chủ sám, Đại Đức Thích Minh Đào và Đại Đức Thích Minh An đồng tuyên sớ, Quý Đại Đức Thích Minh Ảnh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến Thiết, Đại Đức Thích Minh Hóa, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài Chánh, cùng chư vị sa di hiệp nguyện cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, chánh pháp miên trường, giáo hội miên viễn, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, cổ hữu, tu viện. Sau lễ yết Phật, chư Đại Tăng, chư Hương Linh, hồi quy linh đài, đồng cử hành lễ tiến linh, cúng ngọ, tuyên sở cầu siêu thăng tịnh độ cho quý thành phần quả cố nêu trên, cùng cựu huyền thất tổ của chư Hương Linh còn trong sáu nẻo luân hồi về miền lạc quốc. 11 giờ 30, phần nghi lễ hoàn mãn, quý huynh trưởng chánh bái, phụ bái, cung thỉnh chư tôn đức quy hồi phương trượng. Đại diện ban hướng dẫn trung ương, đại diện ban hướng dẫn thừa thiên, đại diện ban tổ chức đồng bái yết chư đại tăng dâng lời cảm tạ với ước nguyện. Thầy trò gian khó có nhau, dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ đã được chư đại tăng ấn chứng. Và một phần không thể thiếu là buổi thọ trai ấm cúng với bao nhiêu tâm tình sống trọn đời lam, rồi cùng nhau chia tay, hẹn gặp lại ngày đầu xuân ấm áp, ngày hữu nhật của Đức Cổ Đại Lạm Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hoa Đạo, ân sư gia đình Phật tử vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch Giáp Thìn, ngày họp mặt đầu năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và gia đình Phật tử Việt Nam trong nửa thế kỷ mất quyền pháp lý và mất quyền tự do. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Phật lịch 2567, văn phòng tu viện Long Quang, ngày 8 tháng 12, Quý Mão 18 tháng Giêng năm 2024, vụ trưởng gia đình Phật tử vụ gia đình Phật tử Việt Nam Nguyên Chánh Lê Công Cầu. Cảm ơn nhị vị cư sĩ đã lần lượt gửi đến cho chúng ta cái bản tường trình về ngày lễ hiệp kỵ truyền thống của gia đình Phật tử, mà qua đó chúng ta thấy rất là khơi dậy trong lòng chúng ta một cái nỗi niềm thương cảm và kính mến và biết tri ân những vị huynh trưởng đã nằm xuống cho tổ chức, cho giáo hội và cho cái sự trường tồn của ý nghĩa lương dân phục vụ cho đất nước và dân tộc. Tiếp theo là xin được chia sẻ với quý ngài và quý vị một cái đoạn Phật pháp ngắn, đó là nói về có thể qua đây chúng ta biết về cái ngày lành thánh tốt như thế nào, nhất là truyền thống của người Việt Nam của chúng ta có tôn giáo cũng như không có tôn giáo rất quan tâm những gì vào cuối năm và bắt đầu cho năm mới, thì chúng ta rất là cẩn trọng và chúng ta thường rất dễ dàng để rơi vào cái sự là lo sợ, và rồi chúng ta là dễ dàng cũng để bước qua những cái nẻo khác, nẻo đó là nẻo nó đi ngược lại với cái giáo lý truyền thống chân chính của người tin Phật mà chúng ta học hỏi. Thì đây nói về cái phước và cái ngược lại,
và thế nào là phước và thế nào là vô phước, thì dựa theo đâu? Thì trong cái kinh Thắng Hạnh đó, kinh Thắng Hạnh tức là cái kinh mà trong tất cả mọi cái buổi kinh tụng thường hay tụng cái bài kinh khi Thắng Hạnh, và đây chỉ trích một phần thôi, đó là như thế này: khi nghiệp thân khẩu ý hiền thiện và thanh tịnh chính là ngày cát tường, là giờ phút hanh thông, là thời khắc hương vượng, cúng dường bậc phạm hạnh, là tế tự nhiệm màu. Khi nghiệp thân khẩu ý chân chánh và sung mãn thì bổn nguyện thịnh đạt, ai ba nghiệp thanh tịnh được vô lượng an lạc. Hai cái câu sau cùng: ai ba nghiệp thanh tịnh được vô lượng an lạc. Ba nghiệp đó là hành động của lời nói gọi là nghiệp khẩu, hành động của thân gọi nghiệp thân, hành động của ý gọi là nghiệp ý. Mà ba nghiệp đó, thân khẩu ý đó thanh tịnh thì được vô lượng an lạc. Trên căn bản là đời sống hàng ngày của chúng ta, không ai không trông mong rằng tất cả mọi chuyện được hanh thông, được trôi chảy, được bình an, được thăng tiến, vân vân. Chúng ta luôn luôn trông chờ, và cái sự trông chờ đó, thay vì trông chờ thì chúng ta quan tâm đến gìn giữ cái ba cái nghiệp của mình cho được thanh tịnh hiền thiện. Đó là ai ba nghiệp thanh tịnh được vô lượng an lạc, thì có nghĩa là khi ba nghiệp của mình nói, làm và suy nghĩ mà trong điều tốt, là chúng ta gieo nhân tốt, chúng ta sẽ gặt hái kết quả tốt. Và ngược lại, nếu cách nào đó mà chúng ta không giữ gìn, chúng ta nói phải vướng vào điều xấu, chúng ta hành động vướng vào điều xấu, chúng ta suy nghĩ vướng điều xấu, thì cái sự chờ đợi của mình không phải là chờ đợi cái điều may mắn bình an diễn ra, mà chờ đợi đó là cái điều không tốt. Tuy nói vậy nhưng mà rồi chúng ta biết cái nghiệp đó, nó ảnh hưởng ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ nó hình thành, nó đưa đến một cái kết quả hiện tại, và cái hiện tại của chúng ta, ba nghiệp chúng ta hành động, nói làm và suy nghĩ, thì nó lại ảnh hưởng cho tương lai. Như vậy tuy rằng nói rằng chúng ta hiện tại chúng ta làm thiện hay chúng ta làm ác, làm thiện sau sau là chúng ta gặp khó khăn, làm ác sau là có người làm ác là gặp những điều may mắn, thì cái may mắn trong lúc chúng ta làm ác hay cái điều không may mắn trong lúc chúng ta làm thiện, thì điều đó ở đây có thể nói rằng đó là cái sự báo ứng trong cái ảnh hưởng của quá khứ, ảnh hưởng hiện tại, và hiện tại thì hành động thì ảnh hưởng cho tương lai. Có một cổ đức có nói rằng nếu chúng ta muốn biết quá khứ chúng ta làm điều gì tốt hay xấu, thì chúng ta hãy nhìn vào hiện tại chúng ta đang đang là như thế nào, chúng ta vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Mình muốn biết về tương lai của chúng ta như thế nào thì chúng ta coi hành động hiện tại của chúng ta, hành động thiện hay hành động ác, ba nghiệp của mình, thân khẩu ý của mình hay đời sống của mình mà thiên về cái điều ác, thì có nghĩa là tương lai nó sẽ là kết nối là cái điều không tốt. Mà nếu hiện tại mà chúng ta làm điều tốt, nói điều tốt, suy nghĩ điều tốt, lòng từ bi, bác ái, vị tha, phục vụ, thương vật thương người, vân vân, tất cả những điều thiện mà chúng ta bám lấy con đường thiện đó, thì tương lai của chúng ta biết tương lai nó sẽ ra thế nào. Do vậy ở đây xin được nhắc lại, nói về cái xấu và cái ác, đặc biệt là cái ngày cuối năm chúng ta sắp sửa bước qua năm mới, thì chúng ta không có gì hơn chúng ta đọc lại, rồi trùng tuyên lại lời dạy Đức Phật là: khi nghiệp thân khẩu ý hiền thiện và thanh tịnh chính là ngày cát tường, là giờ phút hanh thông, là thời khắc hưng vượng, ai cúng dường phạm hạnh. Cúng dường phạm hạnh tức là chúng ta đặc biệt là giúp đỡ cho các bậc chân chánh tu hành, hoặc là con mà giúp đỡ cho cúng dường phụng dưỡng cha mẹ, cháu phụng dưỡng cho ông bà, tất cả những điều hành hướng về những cái đối tượng tốt thì gọi là ai cúng dường bậc phạm hạnh, là tế tự nhiệm màu, tức là cái sự cúng kiến như vậy, như là một cái sự cúng kiến có nhiều cái kết quả gọi là an lạc. Khi nghiệp thân khẩu ý chân chánh và sung mãn khi thì bổn nguyện thịnh đạt, ai ba nghiệp thanh tịnh được vô lượng an lạc. Chúng tôi xin được trao đổi ngắn về cái giá trị của Phật pháp gửi đến quý ngài và quý vị. Tiếp theo xin cung thỉnh Hòa thượng Thích Huyền Giác, xin Hòa thượng gửi đến cho tất cả chúng ta về cái thông tin Phật sự của chùa. Thưa bạch Hòa thượng. Dạ, cảm ơn Hòa thượng Huyền Giác. Kính thưa quý Phật tử, đồng bào đồng hương, chùa A Di Đà chúng tôi hàng tuần đều có các khóa lễ cầu nguyện bằng Việt ngữ và Anh ngữ, và trong khóa lễ cầu nguyện của chúng tôi đồng thời cũng trực tiếp ở tại chùa và trực tuyến online.
quý Phật tử có thể về chùa, còn nếu không về chùa được thì vẫn có thể dự lễ trên online với chúng tôi. Và đặc biệt sau cái khóa lễ, mỗi một khóa lễ đều có chia sẻ Phật pháp bằng Việt ngữ, thì khóa lễ Việt ngữ thì chia sẻ Phật pháp bằng Việt ngữ, khóa lễ Anh ngữ thì chia sẻ Phật pháp bằng Anh ngữ. Thì đây là một cái thắng duyên mà chúng tôi có thể làm được để tạo cái điều kiện cho quý Phật tử không thể về chùa được vì sức khỏe, vì điều kiện vân vân, thì vẫn có thể dự lễ. Và đồng thời chúng tôi cũng để ý đến quý Phật tử sanh đẻ ở tại Hoa Kỳ, đôi lúc tiếng Việt không được giỏi và không đọc không hiểu được, thì vẫn có cơ hội để tùy kinh bằng Anh ngữ và nghe chia sẻ Phật pháp bằng Anh ngữ. Thì đây là một sự kiện chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng đối với quý Phật tử mà không hiểu được tiếng Việt, và đồng thời cũng tạo điều kiện cho quý Phật tử có những người bạn người ngoại quốc họ muốn hiểu biết thêm về đạo Phật, thì quý Phật tử vẫn có thể giới thiệu họ để về chùa hoặc là vô trong hệ thống online của chúng tôi để dự lễ. Và năm nay vào đón giao thừa, đêm giao thừa hàng năm chùa A Di Đà đều có tổ chức khóa lễ đón xuân lúc 11 giờ khuya của đêm giao thừa. Thì một lần nữa xin thông báo cùng quý Phật tử đồng bào đồng hương muốn về chùa để hái lộc đầu năm, để dự lễ cầu nguyện đầu năm với chúng tôi, thì vẫn có thể về chùa được trong cái đêm giao thừa. Thì nếu quý Phật tử có cần thêm chi tiết gì, xin liên lạc với chúng tôi ở điện thoại 713 631 2001, 713 631 2001, và điện thoại cá nhân của chúng tôi 713 459 7155, 713 459 7155. Và xin nhường lại lại cho Hòa Thượng Nguyện Việt thông báo Phật sự của chùa Liên Hoa. Cảm ơn Hòa Thượng Thích Huyền Giác. Rất là vui khi chúng ta nghe Hòa Thượng trình bày về cái thánh duyên, tức là cái cơ hội rất là tốt. Đó là có chùa, có nhà sư cơ hữu là cái người bản xứ. Do vậy các tuổi trẻ của chúng ta, các bậc phụ huynh của mình, dầu tiếng Anh mình có rành có giỏi cũng không bằng là cái người bản xứ. Mà người bản xứ là một nhà sư, cho nên cái giá trị của Phật pháp mà nhà sư người bản xứ trao đổi cho chúng ta, thì con em của chúng ta sẽ tiếp nhận dễ, và từ đó giúp cho cha mẹ chúng ta để gửi cái trao gửi cái niềm tin cũng như cái truyền thống của lễ giáo của người tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Cảm ơn Hòa Thượng đã cho cái cơ hội để gửi đến cho tất cả chư vị. Nói về chùa Liên Hoa thì thưa quý ngài và quý vị, cái lễ còn một tuần nữa, tức là hôm nay là chủ nhật sau là lễ hiệp kỵ chư hương linh thờ tại chùa. Từ lúc chùa Liên Hoa về thành lập ở Hiếu Sinh 2009 cho tới bây giờ coi như mười mà cũng 14 15 năm gì, thì có khoảng trên dưới 200 gia đình có liên hệ liên quan đến các hương linh, hoặc là trong quá khứ chùa đã từng giúp cho gia đình để thể hiện là các cái nghi lễ tôn giáo cho cái người quá cố. Do vậy thờ các linh mà thờ chùa thì ngày cuối năm, chủ nhật cuối năm, chùa tổ chức lễ hiệp kỵ, tức là phước sự hồi hướng và cầu nguyện cuối năm cho các hương linh. Xin được trân trọng thay mặt ban hộ trì Tam Bảo gửi đến lời mời của tất cả chư vị Phật tử xa gần, người có ký tự các hương linh thờ chùa, hay không có thì chúng ta cũng nhân đó chúng ta tham dự để tưởng niệm và hướng nguyện công đức, hồi hướng cho các chư hương linh thân bằng quyến thuộc tổ tiên của chúng ta quá vãng. Và tiếp theo là cái hội chợ hoa đang diễn ra, từ nay cho đến ngày cuối năm, từ cái ngày 26 cho tới ngày 9 tháng 2,
tức là ngày cuối năm 30 Tết thưa chư vị, bông hoa trái quả bánh mứt nhiều lắm các vị ơi. Xin các vị mua đâu ủng hộ thì ủng hộ về giúp ở chùa, thì cái đó là một cách các vị giúp đỡ hỗ trợ cho chùa có được cái khoản tài chánh để điều hành công việc của chùa. Thì đó là chợ hoa, bông hoa cây trái bánh mứt chư vị. Còn lễ đón giao thừa, lễ đón giao thừa là cái ngày thứ sáu rất là phù hợp cho tất cả chúng ta. Ngày thứ sáu, ngày tối ngày thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024, thì 8 giờ cho tới 11 giờ là văn nghệ đến giao thừa, và cứ 11 rưỡi thì là chương trình lễ đón giao thừa, để đón giao thừa. Thì do vậy xin trân trọng kính mời tất cả chư vị 3 ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết vào thứ bảy chủ nhật và thứ hai, ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2, thì 3 ngày Tết thì chùa mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ tối để cho đồng hương và Phật tử đi chùa lễ Phật và cầu nguyện đầu năm. Chắc chắn là rất là rộn ràng trong những ngày Tết này lắm chư vị. Mong rằng đó là những cái thông tin gửi đến quý ngài và quý vị. Nếu mà quý vị cần nhớ lại những cái điều trên thì quý vị vào trang Facebook của chùa Liên Hoa Hiếu Sinh. Chùa Liên Hoa Hiếu Sinh thì các vị đọc không phải là chỉ những cái thông tin chúng tôi nói vậy mà còn nhiều nhiều nữa. Và nếu nếu nói là nguyên cái chương trình cả năm luôn, hàng tuần và những lễ hội Tết đang tới, và cũng như là cả năm có những cái sinh hoạt của chùa, cảm niệm tấm lòng của chư tăng ni hỗ trợ chùa Liên Hoa, chư liệt vị cư sĩ huynh trưởng hỗ trợ chùa. Và chùa Liên Hoa là một trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Do vậy từ trong quá khứ cho tới hiện tại cũng như là hy vọng là tương lai về lâu về dài, quý ngài và quý vị vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Giáo hội, hỗ trợ cho chùa Liên Hoa, chùa A Di Đà cũng như tất cả các chùa nói chung chứ không riêng gì, nhưng mà đó là một sự thể hiện để gìn giữ giáo pháp, gìn giữ cái cơ hội để chúng ta gửi đến cho mọi người, kể cả người thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cái lòng tin Phật và học hỏi và tu tập. Xin bạch hòa thượng, chúng ta cũng hết giờ, xin hòa thượng thay lời huynh đệ để hồi hướng và cầu nguyện bạch hòa thượng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.